Nam mô Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Tiếp Độ Hồn Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Bồ Tát. Hôm nay có tăng chủ cùng các con bạn bè của hương linh này thế nguyên thủy sao pháp gian ngập hạnh cùng các con phù mẫn đế loan lên đàm phong ban tiếp độ linh phù mà mi cường thành phù pháp danh thiện cường sanh ngày 4 tháng 2 1949 kỷ số niên hướng thọ 67 tuổi ngày con cháu được thọ tàn chỉ thầy cô là tam lợi phụ trở thành mẫu kể thủ y tô tất đế đầu diện đảnh lễ lâm phu trì Oh.